Bảo đi ngang cô đốc vương thành người ta đang kiếm khan chứ cái bác lần nha tao đuổi ở tiệm đó nha được là Hoàng Phát, số 8 là anh Dũng, số 10 là Đức Anh và số 3 là Gia Nguyễn. Cầu thủ dự bị chúng ta là Quốc Anh 56, Hoàng Nhật số 4, 11 Minh Huy, 14 Đức Cường, số 10 là Khải Huy, số 13 là Đức Thiên, số 3 là Quốc Đại, số 23 là Gia Bảo. Cầu thủ dự trận đấu đã bắt đầu. Bạn đang trong chân của các cầu thủ 61 và 63 đã rút lên bóng. Trần Tốt, Thiên Phúc, Hồng Phúc không có được hậu vệ của 61 vào trong sân nha. Ta đi ra xa cái đường biên. Cầu thủ số 8 của số 3 rất là dẻo quá. Các cầu thủ 61 chúng ta các cầu thủ 61 chúng ta tổ chức là thủ tại sân nhà rất là một pha bóng lộ trụ trước khung thành lúc 61 và thủ môn Bell rất là hơn đã cản phá được pha bóng vừa rồi vô tình cản phá chứ. Wow, cầu thủ ghi bàn cho số 3 đó là cầu thủ mang áo số 7. Không có hạt bên nha. Không qua được ba hậu vệ của số ba. Chỉ nguyên rồi. Lạ kìa. 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 L
đủ số xấu số 8 của số bà rất là rất là nguy hiểm. Thầm bé ông rồi tính là cuộc dọc của số 1. Một pha thủ môn của sáu à một rất tốt và cả người rất là hợp lý. Rất tốt. Một pha đâm chấp tốt đẹp. Tiếp sau. Pha lộn xộn trước cầu thành số 1 và số 3 đã biến ra biên. Đó hỏi bạn nhân hiệu anh biết anh hầu giờ hỏi thử đi. Và đứng sang điều khiển thường trọng tài FIFA rất nguy hiểm. Số 1 đang tổ chức dàn xếp là tấn công. Cầu thủ số 7 Hoàng Phú lại cầu thủ số 3 Đắc Thiện vừa có pha chi tránh người rất là hợp lý. Rất là nguy hiểm. Hoàng Phú. Hoàng Phú.
Quốc Đại rất tốt, chuyền vào đây cũng rất tốt, không vào không bùng mà cà đó đó cà đứng cà đứng trong tiền phía đó gì vậy vào đâu cố ý đúng không thép mà nó để nó trúng một cái là trúng một cái là vô rất tốt, thủ số 7 Hồng Phú rất tốt vào không à thủ môn và số 10 Khải. Đây chắc cái hình lớn tiền đá nào cây đá nào ta thấy số 3 Quốc Đại một pha đi bắn qua tâm sự của huấn luyện viên Cao Hùng Cường thì lớp 63 đã đi tập huấn để chuẩn bị trận đấu này. Lớp 63 đã đi tập huấn từ của đội bóng của đội tuyển Argentina luôn. Quả bóng lộn xộn trước alo, ban tổ chức thấy một số phụ huynh và các em đứng sát khung thành của thủ môn số 1, chúng ta lui ra xa một chút thành của thủ môn của hai đội. Thủ môn đã đẩy bóng ra xa. Hồng Phú, Hồng Phú làm gì? À, Hồng Phú, họ vẫn là Hồng Phú, các bạn. Và lộn xộn trước khu thành của sao mà, sao mà? Không được. Tôi mua đặt xa không? Thủ bóng lộn xộn, cảm ơn. Và chưa đầy một phút là số 3 đã kịp nâng lên tỷ số là 4-1. Thủ môn của số 3 đã cản phá một cú sút rất là kinh. Oh.
Được luôn. Và đã biên của lớp 6A được. Và sao nghe vậy? Các cổ động viên nghe nói vậy? Nghe chỗ cái hành lang này chúng ta ngồi vui cái tâm lên, bỏ hết trong lực trên cái trên bê tông đi. Bây giờ nghe đâu? Đó Trường. Tất cả các cổ động viên chúng ta. Chúng ta lên đứng trên trên dạy nữa, đứng bây giờ. Rất là nghe. Cứ xuống làm tiếp tục máy lại rồi trình bày vậy đây có còn gì đâu. Con thép ba cái nhang báo cáo rồi thâu canh đốt rồi sao nó làm cái gì đâu mà dễ ổn mà đã biên dành cho số 1 chín mười giờ gì đó hết giờ rồi từ từ. Chúng ta đang thấy số 1 đang tổ chức dương dập dương. Chúng ta thấy một quả đá phạt từ sân của phần sân của cháu ba cháu một không qua vào một pha dứt đất cháu ba liền cả năm đi số 3 Quốc Đạt tuy nhỏ con tuy nhiên rất là kêu léo. Tổ đài đã ngang ngửa với Messi. Thứ ba là thủ môn của số 3 đã. Hiện tại là bây giờ không biết sắp đi đâu. Rồi có đi về đâu. Đi về hiện tại là không biết chắc chắn. Chúng ta thấy số 1 của bạn tấn công dồn dập trên phần sân nhà. Không được, chậm quá rồi. Quý vị, chúng ta đứng ở chỗ trung thành của số 3, chúng ta lui ra xa. Con đã lên đi con. Đã biên dành cho số 3. Đã biên dành cho. Số 1 chúng ta biên.
8 đi. Bóng đã đi hết. Hải Hy đang có bóng không qua được hậu vệ của 6-1. Rồi tổ chức tấn công từ 6-1. Xin được tổ chức tấn công. Không qua được rất là quyết đặt tuy nhỏ con, tuy nhiên cầu thủ ta đã không phải không lên mình đâu. Rất tốt, tăng không chăng cầu thủ có một trận cái gì đó. Không biết không sao mà chúng tôi phải đánh luôn. Và tấn công là về 6-3, 4-3, đó là cái tỷ số rất là đẹp.